Hôm nay bác Sinh lại làm vườn nhà à? À vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay tôi làm lại cây xương cá. Cây xương cá để chuẩn bị mang đi triển lãm Ba Vì này. Cây này là cây xương cá để cái mùa hè nó lên lọc nó um tùm quá. Đấy, mình chỉnh trang lại tốt. Tí. Nó tốt um lên. Chỉnh trang lại tí cho nó gọn cây. Ung tùm như này mà. Mình chỉnh trang tí cho nó gọn cái cây đi. Tốt này cho nên là ngày tưới mấy lần nó vẫn bị héo. Nắng. Khi chỉnh trời nhìn nó gọn cây và nó cũng hạn chế cái nước khác. Cây này cũng là cái cây mà nó có cái bố cục cũng tương đối đẹp đấy chứ. Có cái là mình để nó um tùm quá. Làm xong nhìn cái bố cục cây nó cũng... Cái chỗ cây cái... đẹp chứ. Cái gốc chỗ này nó nhìn đá nhỉ? Như đá luôn. Hôm nào các anh ở Ba Vì các anh tổ chức trưng bày 55 năm thành lập huyện Ba Vì thì mang góp vui đấy, vài tác phẩm đóng góp phong trào. Làm cái này nó sạch sẽ đi thì khoảng độ hai tuần sau mà nó bắn độc lên thì đẹp lắm. Ở dưới này đá mới lại thân cây là màu giống nhau rồi này. Đấy. Cây này nó về mép các cái vị trí nó lũa cũng rất là nghệ thuật rồi. Đây, một cái chỗ này. Đấy, quay về cái chỗ nó về mép này. Phải cảm giác như là rất là cổ. Đá. Bởi vì nó không còn cái vết của gỗ nữa. Khoảng nửa tiếng làm xong là chỉnh trang lại nhìn nó nhanh cái cây ngay. Cơ bản cái cốt cây của nó là rất chuẩn rồi. Tầng dưới là xong rồi. Bây giờ làm đến tầng trên. Ngày thì mấy tí rồi xong? Cũng phải 30 phút. 30 phút. Cái cây tường vi hoa nó cũng bền phết bác nhở. Hôm nay vẫn còn rất là đẹp. Bây giờ đúng mùa rồi. Đúng mùa hoa tường vi.
Tường Vi Cánh Mỏng. Có một cái bộ phim nói về Tường Vi Cánh Mỏng. Cái màu hoa này đẹp nhỉ, hồng phơn phớt. Cái màu hoa của cái cây hồng ngọc mai này nó cũng gần gần giống Tường Vi bác nhỉ? Đấy là mai hồng ngọc. À, mai hồng ngọc à, chứ không phải hồng ngọc mai à? Màu nó màu tím nhạt. Hoa Tường Vi thì là màu hồng. Thế là cũng gọn gàng rồi bác nhỉ? Cũng ổn rồi đấy, khoảng độ 5 phút nữa là xong. 5-7 phút nữa là xong. Bây giờ chỉnh lại cái 8 cái này thôi. Đấy, tương đối ổn. Tất cả những cái răm bé quá nó không đâu ở đâu thì cắt bỏ. Nuôi cái răm chính thôi. Răm bé nó rút ở trong này thì cắt bỏ hết để cho nó thoáng. Ví dụ như này thì đâu là mặt phải của cây? Mặt phải thì đoạn em phải chiếu đằng này, đằng pho tượng này. Người ta đặt cái pho tượng vào một cái tác phẩm nào đó cũng chính là đánh dấu của cái
cái mặt phải luôn. Đấy, không ai đi đặt đặt vào mặt trái mà để ông tượng lại quay ra ngoài. Tất cả các cái bức tượng hoặc cái ngôi nhà hay là mà ngôi chùa hay mái đình đều hướng về mặt phải hết. Đây là mặt phải đây. Quan sát một tác phẩm nó là như vậy. Tại sao người ta không đặt cái tượng ở phía bên kia? Vì bên kia là mặt trái của cây. Đấy. Từ cái bức tượng cũng có thể nhận biết được dáng mặt trái mặt phải của cây. Và từ cái cốt cách của cây cũng để phân biệt mặt trái mặt phải. Cái gì nó có mặt chính, mặt trước, mặt sau. Nó như là hướng của một ngôi nhà. Anh chặn cái này cho nó bớt cái giường gà, cái mầm rông ở phía trong này đi để nó mở cái thân ra là rất đẹp đấy. Đó, quay rồi, xong rồi chính diện mặt phải về đây xem nào. Vừa mặt phải rồi đấy. Ừ. Em nhìn cái chùa với cái bức tượng. Không, đấy là vẫn quay ngang nữa. Đấy rồi, tí anh quay. Bây giờ phải chặn cái này cho nó hết cái mầm nội dung này. Cho nó xa tròn thì tán đấy. Cái xương cá này thì nó sống mãnh liệt, nó khỏe. Cái mùa đông mà nó hết lá và chơi xương không nó đẹp lắm. Chơi xương chơi răm không rất tuyệt vời. Cái mùa đông giá lạnh. Sau đến mùa xuân nó nở, nó nảy lộc, nó nở cho cái lộc ra màu đỏ đẹp. Đấy, ổn rồi đấy, cái này xong. Chỉnh nốt mấy cái lá kia này, tầm này đem đi triển lãm là đang đẹp rồi. Bây giờ xong ngày độ ngày mai ngày kia đem đi triển lãm thì rất tuyệt vời luôn. Cho nên là đúng cái thời điểm là nó cái số lượng lá trên cây này, về những cái độ răm chi này là vừa đẹp nhất đấy. Được rồi, được rồi nha, em quay hàng này thôi. Đây đứng ấy được, anh sẽ quay cái mặt phải cho em xem. Đấy, em đứng đây em quay vào đây cho nó khỏe nhiều sáng. Đây này, đây là mặt phải đây này, em nhìn thấy không? Mặt phải ngồi đây, mặt phải nhá. Thứ nhất là cái bệ của cây này, đầu tiên là ngắm từ bệ, nhất bệ nhì thân tam cành tứ tán. Mặt phải là gì? Đây là cái bệ của cây, và lên đến đây gọi là cái thân cây. Thì cái khoảng nào, phía nào nó nhìn vào chiều lõm của cây thì là mặt phải. Đấy, thế đây em thấy nó lõm này, nó lõm, nó thành cái cung lượn vào trong. Đấy, thế còn các cái chùa này, hướng này, tượng Phật của Quan Âm là hướng này, đang nhìn xuống cái chùa này. Đấy, thế còn nếu mà bên này thì đối diện đây không thể gọi mặt phải được. Thứ nhất là không nhìn thấy tượng Quan Âm, thứ hai là cái chùa nó khuất. Đấy, đây là mặt trái, còn đây mới là mặt phải. Người ta ký một cái pho tượng, ví dụ như là đây không phải cái chùa mà là cái tượng này quay sang bên này, chứ không ai tượng lại quay đằng sau mà gọi là mặt phải được. Thế còn đây này, toàn bộ từ đây đi lên nhá, làm sao mà phải cắt bỏ hết những cái răm ở trên thân và những cái mà ở trên này nó xòe xuống hoặc là nó bay ngang ra, nó che mất cái đường đi của thân. Thì toàn bộ đường đi của thân này mình nhìn được hết này, nhìn được hết theo hướng này. Thì nó có cái điểm, thứ nhất là giao thân này, hai cái điểm giao thân này, thứ ba là hai cái thân chỗ này lại giao tiếp này. Đấy, nó rất là trùng điểm. Đấy, thế xong em đưa ông ống kính xuống đây. Cái chỗ này là cái nghệ thuật nhất của một cái cây xương cá. Đây này, tất cả các cái đường này nó đã mạch lũa của nó vê mép, vê tròn lại hết cả. Đây, nó vê tròn hết rồi. Đấy, nó trở thành một cái rất cổ kỳ. Thế và cái viên đá này, em nhìn thấy nó ngậm này. Nó ngậm viên đá này nhá.
nậm nhẹ ra rồi, mà viên đá này nó như một cái bàn 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 thạch, gọi là như cái bàn đá này. Đây nó sang bên này đấy. Đấy. Nó như một cái bàn thạch này, chỗ này nó sắt, chỗ này đá nó nhẹ, nó giữ nó ôm chặt rồi. Nó nhẹ ra. Đây. Thế thì mình đưa cái mái chùa vào đây để nó không trống và nó phụ họa cho trên này là một tượng Phật Bà Quan Âm nhìn xuống mái chùa. Chỉ cần hai cái này thôi đã đủ nói lên một cái tĩnh tâm, một cái gọi là theo cái giới đạo Phật, để phối cảnh cho cái xương cá nó tĩnh mịch, nó thanh bình. Và cây xương cá có ba cái điểm. Đây là một thân cây lớn này, xong một nhánh nhỏ hơn và một nhánh thấp hơn. Và cấu tạo khi lên khỏi thân lên ngọn cũng bố trí ba đỉnh. Đây là đỉnh cao nhất, đây là đỉnh thứ hai, và đây là đỉnh thứ ba. Đấy. Thế còn chỗ này để vài cái nhánh để nó phảng phất, để sau này nếu nó có tán ra một chút thôi thì nó phảng phất vào cái bức tượng. Và cái nhánh này nó ra một vài hai cái nhánh nữa thì để ra phảng phất lên cái mái chùa. Đấy là cấu trúc. Thế còn mặt sau là chỉ thế này thôi. Mặt sau thì để thế nào được để cho nó ấm cây. Và cũng rất là hài hòa, chứ không phải là rộng. Chứ để nó tùm nó rộng quá thì nó nhìn nó cũng mất cái điểm nhấn của cây đi. Cái đẹp của cây xương cá này là được cả hai vế. Đấy, được cả hai vế. Bởi vì cái thân cây nó rất đẹp. Đấy, đây là một cái tác phẩm nó cũng tương đối là hài hòa rồi. Và đầy đủ các cái yếu tố để khẳng định là một tác phẩm đẹp. Thế thôi. Đấy, bây giờ em chụp cho anh kiểu ảnh. Và tác phẩm xương cá của Độ Sinh đã xong một cái cuốn video vui vui với cây cảnh vườn nhà chia sẻ với các bạn nhé. Chúc anh em chúng ta nhiều sức khỏe với một cái đam mê và tạo nên được nhiều những cái tác phẩm trong sân vườn nhà mình. Và xin chúc các bạn bình an, hạnh phúc.